Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là Thạc sĩ Phạm Thị Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Canada. Nối tiếp những buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi cùng chị Hoàng Ngọc Ánh, cán bộ tuyển sinh của trường ICM Đại học Manitoba, xin chia sẻ những thông tin về chương trình học dự bị đại học tại Đại học Manitoba. Xin chào chị Ánh. Xin chào chị Hạnh. Xin chào các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Tôi là Hoàng Ngọc Ánh, đại diện tuyển sinh tại Đông Dương của trường ICM Đại học Manitoba. Rất vui được chia sẻ thêm thông tin về chương trình của chúng tôi tới quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Dạ vâng, thưa chị Ánh, là hiện nay thì có nhiều em học sinh hết lớp 11 tại Việt Nam hoặc là chương trình tương đương tại các nước như là Singapore hoặc Mỹ và Úc thì muốn chuyển tiếp sang học chương trình dự bị đại học tại Đại học Manitoba. Xin chị vui lòng chia sẻ thông tin về lộ trình của chương trình dự bị đại học ra sao? Dạ vâng, ở tại ICM chúng tôi có giảng dạy chương trình dự bị đại học hay còn có tên gọi là UTP Stage 1 cho các bạn sinh viên mà hoàn thành xong chương trình lớp 11 ở tại Việt Nam hoặc là các quốc gia khác ở bậc tương đương sang theo học ở tại ICM, sau đó chuyển tiếp lên Đại học Manitoba mà không cần thiết phải hoàn thành xong chương trình lớp 12 cũng như là thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình dự bị đại học này thì nó sẽ kéo dài là 8 tháng chia làm 2 học kỳ, trong đó thì các bạn học sinh sẽ được học 8 môn mang lại các cái kiến thức cơ bản để giúp các bạn có thể chuẩn bị được tốt nhất cho bậc học đại học. Chương trình dự bị đại học dành cho các bạn học sinh mà hết lớp 11. Tuy nhiên, các bạn có một cái cơ hội là nếu như trong trường hợp các bạn hoàn thành cái kỳ học kỳ đầu tiên của chương trình dự bị đại học với cái điểm số là trên 70% và đáp ứng một số những cái điều kiện khác của nhà trường thì các bạn sẽ được đặt cách chuyển tiếp lên luôn chương trình UTP Stage 2, tức là chương trình năm nhất dành cho sinh viên quốc tế mà không cần thiết phải hoàn thành xong học kỳ 2 của chương trình dự bị đại học nữa. Đây là một cái điểm rất là lợi thế đối với các bạn học sinh mà muốn là rút ngắn cái chương trình học tập của mình ở tại Canada. Vâng, thưa chị Ánh, là yêu cầu xét tuyển đầu vào của chương trình dự bị đại học ra sao? Hiện nay thì chương trình dự bị đại học yêu cầu học sinh phải hoàn thành xong chương trình lớp 11 hoặc tương đương với điểm số trung bình là 6.0 trở lên. Ngoài ra thì sẽ yêu cầu học sinh cần phải có chứng chỉ tiếng Anh là IELTS 5.5, trong đó không điểm thành phần nào dưới 5.0. Dạ vâng, chị Ánh ơi, vậy thì nếu mà học sinh chưa có đủ điểm IELTS 5.5 thì trường có lộ trình nào cho các em để vào học chương trình dự bị không ạ? Dạ, với những cái bạn học sinh mà chưa có đáp ứng được ngay yêu cầu tiếng Anh đầu vào IELTS 5.5 không điểm thành phần nào dưới 5.0 của nhà trường thì nhà trường có những cái lựa chọn cho các bạn học sinh để có thể là vừa bổ sung cái kỹ năng tiếng Anh lại vừa hoàn thành được cái chương trình học thuật. Có hai lựa chọn cho học sinh: nếu như trong trường hợp học sinh đạt được IELTS là 5.0 không điểm thành phần nào dưới 4.5 thì các bạn có thể bước vào chương trình dự bị đại học kết hợp tiếng Anh. Chương trình dự bị đại học kết hợp tiếng Anh này vẫn kéo dài 8 tháng chia làm 2 học kỳ. Tuy nhiên là trong kỳ đầu tiên thì các bạn sẽ học kèm thêm tiếng Anh với thời lượng khoảng tầm 8 tiếng mỗi tuần. Về mặt thời gian thì giữ nguyên, tuy nhiên về mặt chi phí thì các bạn sẽ phải cộng thêm cái phần các cái lớp học tiếng Anh bổ sung. Trong trường hợp nếu các bạn học sinh mà còn đạt được điểm tiếng Anh thấp hơn thế, tức là dưới 4.5, thì các bạn có thể có lựa chọn là cải thiện thêm cái kỹ năng tiếng Anh của mình ở tại Việt Nam hoặc là đăng ký vào cái chương trình tiếng Anh của Trung tâm Tiếng Anh của trường Đại học Manitoba. Vâng, chị Ánh ơi, chương trình dự bị đại học thì có mấy kỳ khai giảng trong một năm ạ? Và hạn hồ sơ là khi nào? Dạ vâng, chương trình dự bị đại học tại ICM thì có 3 kỳ khai giảng trong năm là kỳ tháng 1, kỳ tháng 5 và kỳ tháng 9. Việc xét hồ sơ ở tại ICM thì rất linh hoạt và nhanh. Tuy nhiên, với lời khuyên của Đại sứ quán Canada dành cho các bạn sinh viên đó là cần phải nộp hồ sơ sớm khoảng tầm 6 tháng trước khi nhập học thì cái thời điểm mà các bạn nên nộp hồ sơ là vào khoảng tầm tháng 10 của năm trước đó cho đến khoảng tầm tháng 4 của năm mà các bạn dự định đi học. Ví dụ như các bạn mà quan tâm đến kỳ tháng 9 của năm 2021 thì ICM đã có thể mở cửa nhận hồ sơ từ tháng 10 của năm 2020 rồi ạ. Dạ vâng. Chị vui lòng chia sẻ thêm thông tin về mức học phí hiện nay của chương trình dự bị đại học và tiền sinh hoạt phí tại Winnipeg ra sao? Dạ, chi phí là một trong những cái lý do mà rất là thu hút các bạn sinh viên quốc tế đến với ICM, với Đại học Manitoba và với thành phố Winnipeg. Hiện nay thì học phí chương trình dự bị đại học ở tại ICM rơi vào khoảng 17.400 đô la Canada một năm, tức là khoảng tầm 300 triệu đồng tiền Việt Nam. Chi phí sinh hoạt ở tại thành phố Winnipeg thì chỉ rơi vào khoảng tầm là 12.000 đô la Canada một năm, tức là khoảng tầm hơn 200 triệu đồng tiền Việt Nam. Như vậy thì tổng chi phí mà các bạn học sinh và các bậc phụ huynh cần phải đầu tư cho một năm dự bị đại học ở tại ICM nó rơi vào khoảng tầm là hơn 500 triệu đồng.
Dạ vâng. Rất là cảm ơn chị Ánh vì những thông tin chia sẻ trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những chia sẻ này. Xin mời xem những nội dung trước đây chúng tôi đã chia sẻ về thông tin tại Đại học Manitoba. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.